Xin chào Thanh Xuân. Cuộc sống này chỉ có một lần tụi mình được gọi là Thanh Xuân. Rồi tất cả những cái thứ buồn vui xảy ra đều được coi là kỷ niệm, là ký ức. Ở đâu đó mình từng nghe được những gì diễn ra trong quá khứ vun đắp nên con người hiện tại của bạn. Bạn chọn trở thành ai? Một người lạc quan, tích cực hay là bi quan để mặc cho dòng đời xô đẩy? Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có niềm vui đi kèm với mất mát. Vậy thì bạn chọn nhớ về niềm vui hay cứ vùi đầu vào những nỗi đau? Bạn chọn bước tiếp hay là chọn dừng lại? Hôm nay ở video này có một thử thách dành cho bạn. Chỉ 7 ngày thôi, có thể sẽ giúp cho bạn tìm lại được một tí gì đó sự tự tin giữa dòng đời đang có quá nhiều thứ tiêu cực xảy ra. Hay sẽ chỉ cho bạn những cái cách để chúng ta có thể lưu trữ lại những ký ức, những cái gì đó được gọi là kỷ niệm, để các bạn sẽ không bao giờ mất nó, không bao giờ đánh mất quá khứ của chính mình. Hi, xin chào các bạn, mình là Thịnh. Ngày hôm nay thì mình có một cái này muốn chia sẻ với các bạn. Thiệt ra là bên nhãn hàng Kingston thì họ có gửi cho mình một cái hộp này và nói là bên trong này có 7 cái thử thách cho 7 ngày. Thì mình cứ nghĩ đâu là 7 cái thử thách này nó sẽ liên quan đến giống như là công việc của mình là một photographer. Một người photographer thì làm gì? Làm chụp ảnh. Thì mình dự định là mình sẽ set up rất là nhiều cái layout hay là một cái gì đó để thực hiện cái thử thách này. Nhưng mà không ngờ đó lại không phải là một cái thử thách chụp ảnh, nhưng mà nó liên quan đến kỷ niệm của chúng ta, của các bạn và của mình. Sau khi mà mình nhận được 7 thử thách thì mình đọc một lèo hết luôn. Khi mà mình đọc xong rồi mình mới hiểu được cái lý do. Và có rất nhiều những cái cảm xúc, hàng loạt những cái ý tưởng nó đã nảy ra trong đầu của mình. Mình không biết là mình có nên làm hay không, mà mình làm như thế nào. Nhưng mà thôi, mình cứ làm đại thử coi. Thật sự mà nói thì đây là một cái thử thách cực kỳ ấn tượng đối với Thịnh. Ngày hôm nay là ngày thứ 7 rồi, là mình đã hoàn thành và mình sẽ ngồi đây và kể lại cái trải nghiệm của mình trong 7 ngày vừa qua. Và mình đã có quay lại cái hành trình 7 ngày mà mình trải nghiệm cái thử thách này. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng nghe. Và biết đâu khi mà các bạn thực hiện 7 cái thử thách này, các bạn có thể tìm hiểu được một phần nào đó về chính bản thân của các bạn. Ok, bây giờ thì mời các bạn hãy cùng xem những cái chia sẻ của Thịnh ha. Ngay cứ khi bạn cảm thấy như bị mắc kẹt trong một khu rừng bê tông, bạn vẫn có thể khám phá những ngày xưa tốt đẹp trong các góc ngách của thời gian. Hãy nghỉ ngơi, thư giãn và đi dạo trong thiên nhiên. Hãy hít thở bầu không khí trong lành đưa bạn quay ngược thời gian, trở về với ký ức tuổi thơ. Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia thử thách này. Kể ra thì việc dành thời gian đi dạo với thiên nhiên cây cỏ cũng là một cái điều thú vị. Hồi nhỏ thì mình nhớ là ở phía trước nhà của mình có một cái bãi đất trống rất là lớn. Chỗ đó người ta hay chơi đá banh nè. Nội mình thì hay trồng rau trước nhà. Muốn đi qua thì chui qua cái lỗ chó hàng rào kẽm gai rất là vui. Rồi sau này người ta xây tường rào lại kính bưng luôn. Từ đó thì đón sống đúng nghĩa với 4 bức tường thật sự. Hồi còn nhỏ thì tụi mình ở trong xóm, tụi mình hay chơi chọc chó lắm. Cứ thấy con chó nào mà bị nhốt lại là thi nhau chạy vù vù qua để mà cho tụi nó sủa hết. Nó dọa dí rồi dọa cắn. Nhưng mà tới khi mà nhà đó mà mở cửa ra thì chẳng đứa nào dám chạy nữa. Vui lắm. Giờ chỉ có coi phim, lâu lâu thì mới tìm lại được một phần ký ức của tuổi thơ của mình trong đó. Hồi đó thì làm gì có mấy cái phương tiện như là điện thoại để mà lưu trữ kỷ niệm như bây giờ. Chụp ảnh phim thì cũng đắt, cái kem có 500 đồng mà cũng không có tiền để mà ăn nữa mà. Nói chung ngày xưa nó cũng vui lắm. Đối với những người mà 9X hay 8X như mình đó thì có thể nói ngày xưa là một cái bầu trời khó mà quên. Đúng thiệt. Hello, hôm nay tấm thiệp kêu mình là phải mặc một bộ trang phục mà mình cảm thấy thoải mái nhất và tự tin di chuyển. Bạn sẽ trở thành phiên bản yêu thích nhất của chính mình và đây. Kể ra là chưa thấy cái thử thách nào mà nó dễ như vậy luôn á. Sau khi mà ăn bận thiệt đẹp á, tút tát lại thiệt xịn á, thì thấy tự tin hơn rất nhiều khi ra đường. Mà chắc cái thử thách này là muốn mình đẹp hơn nè.
Mình hay bị người yêu gọi là xề xòa vì mình thường xuyên ăn bận cứ như một người không quan tâm gì tới bản thân ấy. Thử thách này là mình nhớ tới cô ấy và cô ấy giúp mình nhìn nhận lại cái việc ăn mặc lôi thôi của mình trước đây. Vì con gái thì luôn thích một người đàn ông tinh tế và biết yêu quý bản thân, mà tinh tế thì thể hiện ra từ cái cách mà người đàn ông nó ăn mặc nè, và biết yêu quý bản thân thì mới biết cách yêu quý người khác. Các bạn thử xem vẻ mặt của người ấy, của bạn có ngạc nhiên khi thấy hôm nay của bạn khác hẳn hôm qua hay không? Vô vô! Ngày hôm nay là ngày thứ 3 mình thực hiện thử thách rồi. Hôm nay cái thử thách nó có tên là một hương vị đáng nhớ, hãy tự thưởng cho mình một cái hương vị của hạnh phúc. Đây, hồi nãy mình mới mua ở trong siêu thị. Ngày xưa thì ở trong xóm mình á, là có một cái bà, nói chung là bà là cái người mà có tủ lạnh ở trong xóm. Các bạn biết rồi đó, trong xóm mà ai có tủ lạnh là thường là sẽ có kem. Thì bà ngoài cái việc bán đá này thì lâu lâu bà sẽ nhập thêm mấy cái cây kem đậu xanh nè, kem chuối nè. Thì mình á, thì mình là một đứa cực kỳ thích cái mùi của kem đậu xanh ngày xưa. Bà nhập về kem đậu xanh ít hơn kem chuối cho nên mình, thì mình đi mua hả thì có khi được có khi không. Bởi vậy cái mùi vị của cái kem đó là cái mùi vị mà khi mà mình có được là mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và nó khiến cho mình nhớ tới giờ luôn. Mà cái mùa hè nóng đổ lửa như thế này nữa thì một cái kem là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Cái kem này thì chắc là vị của nó cũng không có giống như ngày xưa đâu. Em ăn kem không? Ăn. Ăn hả? Đợi chút để anh làm cho. Thôi, ăn luôn. Không. Hả? Đặt đi. Từ từ để làm cái đó. Thôi. Nhưng mà ăn kem nó đặc biệt cái là ngày xưa là thì có mấy cái ông bán kem ốc quế nữa, mình cũng thường xuyên kêu đậu xanh luôn. Thay vì mình kêu cái ốc quế thì mình làm mình kêu cái bánh mì hồi đó cũng mắc hơn. Mà mình không có đồ sốt kem cho nên là thôi ăn đỡ này đi ha. Anh ăn kem không? Em ăn kem không à? Kem không hả? Kem bánh mì là tuổi thơ của anh với bạn miền. Ủa vậy hả? Ừ thì thôi, tuổi thơ của anh bây giờ anh muốn chia sẻ một phần tuổi thơ của anh cho em. Nghe xinh lợn. Vậy ăn thử đi rồi tí nữa cho thêm. Thôi đừng làm mẹ nó xà mà chứ nó nữa. Nói chung ăn kem là một cái nhìn niềm hạnh phúc. Yêu anh mặc kế. Ăn hết kem cả anh mày nữa. Quỷ. Ngày thứ tư, một cảnh vật đáng nhớ, chia sẻ hạnh phúc nhân đôi niềm vui. Tách. Khoảnh khắc bạn nhấn nút chụp, những kỷ niệm quý giá sẽ trở thành mãi mãi. Chia sẻ bức ảnh yêu thích của bạn về năm 2020 và làm mới những khoảnh khắc tươi sáng nhất này. Làm mới là làm sao ta? Mình có một bức ảnh, à không, rất là nhiều bức ảnh. Những cái tấm ảnh mà các bạn đang xem á thì nó là thuộc về một cái chuyến đi. Và cái chuyến đi này mình tham gia một cuộc thi vào đầu năm 2020. Một cuộc thi do Hyundai tổ chức. Và nếu như mà các bạn chưa biết về cái video này thì có thể lục tìm ở cái link này mà mình chia sẻ. Thì trong cái cuộc hành trình đó nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm cực kỳ thú vị luôn. Một cái cuộc hành trình ngắn ngày thôi, chỉ khoảng 3 ngày 2 đêm mà mình đi được rất là nhiều nơi luôn á. Mà may mắn làm sao á thì cái video của mình nó lại được giải cao nhất. Và cái người user mà tham gia cái cuộc thi đó á, được ẩm trọn cái chiếc xe Hyundai Kona. User được giải của mình thì không, mình là chỉ là thông báo cho tất cả mọi người biết là video của mình được giải thôi. Yeah. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái kỷ niệm rất là vui đối với mình. Đúng là năm 2020 là một cái năm mà chịu nhiều tổn thất đối với tất cả các bạn. Người thì mất việc, người thì mất người thân. Mình có thể xem nó giống như là một cái bài học để mà chúng ta có thể tập và thích ứng với những cái hoàn cảnh thay đổi liên tục của cái thế giới. Mình học cách, mình thích nghi hơn để mình có thể sống tốt hơn. Tại vì tình hình bây giờ có thể là nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Chính mình cũng đang là người phải thích nghi với cái hoàn cảnh hiện tại. Và mình nhận ra được là năm 2020 nó đã thay đổi cái cuộc đời của mình, cũng như rất nhiều bạn ở đây đang xem cái video này, thay đổi rất nhiều luôn. Nói chung là mình cũng chỉ hy vọng là bạn nhớ đến năm 2020 nó đã có những khoảnh khắc tốt đẹp đối với bạn. Và hy vọng là nỗi buồn á thì ok. Nói chung là năm nay thì mình chỉ nhớ đến những cái niềm vui thôi ha. Nỗi buồn thì nó vẫn còn đó,
mình cố gắng mình sẽ lấy cái nỗi buồn để làm động lực để mình có thể vượt qua, vì đời là bể khổ mà, mình biết nó khổ rồi thì mình buồn làm cái gì nữa, đúng không? Ngày thứ năm, một âm thanh đáng nhớ, âm nhạc xoa dịu tâm hồn. Có bài hát nào ngay lập tức đưa bạn trở lại khoảnh khắc nào đó không? Có bài hát nào mà bạn sẽ không bao giờ bỏ qua trong list nhạc của mình không? Có, phát bài hát đó đi và đánh thức cảm xúc sâu lắng của chính mình. Wow. Nếu mà nói về bài hát thì có một bài hát mà gần như mình nghe suốt cũng gần 10 năm nay rồi. Đó là cái bài 8 chữ có. Em xin phép chị Lý cho em được mở một đoạn của cái bài hát này, rồi mình kêu gọi các bạn hãy qua trang của chị để nghe full cái bài hát này ha. Em sợ dính bản quyền quá. Người ta nói âm nhạc có khả năng đánh thức ký ức. Đúng thật đó các bạn. Mình mở bài hát này gần như suốt cả một khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hồi đầu mình nghe vì mình thích cái giai điệu, mình cũng không hiểu rõ lời lắm. Rồi tới giờ mình cũng không hoàn toàn thấm thía được hết cái hay của cái lời. Nhưng mà chỉ khác là nhờ cái tiêu đề nè, rồi nhờ mấy cái lời mà ghi rõ trình định ra trong đó, thì mình tự có những cái suy nghĩ riêng của mình. Ở trên đời này á, đúng là có rất là nhiều lắm những cái thứ mà khiến người ta khao khát và ước muốn, mong chờ. Người ta muốn nhiều lắm, cần nhiều thứ lắm để đạt được rất là nhiều những cái chữ có cho riêng mình. Rồi suy cho cùng thì cũng chỉ là để mà cho bản thân của mình thôi, cho bản thân mình được thỏa mãn hay là được lấp đầy hay là được, nói chung là được cảm thấy trọn vẹn ấy. Nên là ai cũng muốn thì cũng sẽ luôn có những người chia sẻ. Và mình cũng vậy, mình cũng muốn nên mình cũng sẽ muốn chia sẻ cho mọi người. Những người khác có được cái mà họ muốn rồi thì mình cũng sẽ nhận lại được cái mà mình muốn. Nó vòng vòng không à. Cơ mà mỗi nốt thăng trầm của mình đều mở bài hát này. Nhiều lúc á, chỉ là mình mở mà mình không cần suy nghĩ gì nữa hết trơn á. Mình rất là thích bài hát này. Thứ 6. Ngày hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày nè. Thử thách của ngày hôm nay, một chút hoạt động có thể thắp sáng một ngày của bạn. Dĩ nhiên cái hoạt động mà yêu thích nhất của mình luôn luôn là gắn liền với những người thân bên cạnh của mình rồi. Và đặc biệt là khi mà chụp ảnh cùng với người thân, cùng với người yêu. Bây giờ thì mình đã thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Trước kia mình không có thích chụp ảnh cho lắm. Mình không thích chụp ảnh chính mình trong đó. Nhưng mà sau này mình coi lại thì những cái gì mà nó có mình thì nó giá trị hơn rất nhiều. Và từ đó thì khi mà mình đi chụp ảnh thì mình cũng ráng chụp cho có mình ở trong đó. Để những cái bức ảnh đó khi mình coi lại, mình nhìn nhận được cái bản thân của mình nó đã thay đổi được như thế nào, và nó đã trưởng thành lên như thế nào về ngoại hình lẫn những cái suy nghĩ vào cái thời điểm đó. Cho nên chụp ảnh là một trong những cái việc làm mà mình yêu thích nhất. Tại nó còn góp phần tạo thêm những cái ký ức của mình. Nó tạo thêm một cái ngày vui vẻ hơn. Và mình có thể nhớ lại bằng cách xem lại bức ảnh đó. Đây là một cái thử thách mà mình thấy cũng rất là vui. Khi mình đọc cái dòng chữ là Memories Empower thì mình nghĩ ngay đến những cái ký ức, những cái điều mà nó tươi đẹp nhất của chính mình, và những cái gì đó mà nó ẩn phía sau trong tâm hồn của mỗi người. Mình nghĩ ngay đến những cái người thân, gia đình. Có khi nào bạn xem một bộ phim về gia đình chẳng hạn, bạn lại nhớ đến một cái người nào đó từng rất quan trọng với bạn đã rời đi và không để lại gì ngoài những cái kỷ vật, là những tấm hình, những thước phim để cho mình nhớ về một cái thời mà họ ở bên bạn. Và nói thiệt là mỗi lần mà xem bất kỳ một cái phim nào về tình cảm gia đình thì mình đều nhớ đến bà nội.
lại là một người rất là quan trọng đối với Thịnh. Gần đây á, thì Thịnh có xem một cái bộ phim mà có thể nói là nó chạm đến cái này. Nó khiến cho mình phải đi lục tìm lại hết tất cả những cái ký ức, những cái gì mà có sự tồn tại của người đó, để mình bác cho có mới lúa mà. Các bạn bây giờ lại đi luôn lần tự do cho mình phục quyền kia đó. Làm được tại lớp của con. Cái bộ phim mà mình xem á, nó có tên là Move to Heaven. Đó là một cái bộ phim mà cực kỳ xuất sắc luôn. Nó khiến mình phải đi tìm lại tất cả những cái kỷ vật của người thân của mình, và lục tung hết những cái gì mà có hình ảnh, những cái giọng nói thì mình lưu trữ ở đó. Nhưng mà những ký ức thực sự nó sẽ vun đắp nên con người của mình. Mình có thể giữ nó, lưu trữ nó. Bây giờ thì mình không như ngày xưa nữa. Mình không cần phải lưu trữ nó bằng những cái file rất là dễ hỏng. Tức là những cái hình ảnh thật sự mình in ra thì rất là dễ hỏng, rất là dễ bị mất, dễ bị cháy. Mình có thể lưu nó trên những cái phương tiện như là cloud, nói chung là lên trên cái ổ cứng, USB. Tất cả những cái thứ đó nó có thể giúp cho mình lưu trữ những cái ký ức. Mình có thể chọn lọc ra bằng cách là mình phân loại những cái tấm ảnh nào mà nó mang một cái gì đó, một cảm xúc đối với mình, mình có thể giữ nó lại. Còn những tấm ảnh nào chỉ là những tấm ảnh mà chụp bừa, chụp bâng quơ thì mình có thể xóa nó đi, để giữ lại những cái tấm ảnh mà nó thực sự có ý nghĩa đối với mình thôi. Lúc đó mình có thể lưu được nhiều ảnh hơn, và khi mỗi lần mình xem lại thì ảnh nào nó cũng có giá trị cả. Sau 7 ngày mà mình thực hiện cái thử thách này thì mình nhận ra thứ quan trọng nhất hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, đó chính là bạn và mình. Nói chung là ai cũng có riêng cho mình những ký ức hết. Cái kỷ niệm là những cái thứ mà nó gắn liền với bản thân mình thôi. Và đôi lúc thì mình kể ra chứ chắc nó đã nhận được sự đồng cảm của người khác. Có khi thì nó giống nhau, nhưng mà nhiều khi thì nó lại khác nhau. Thế nên là càng trải qua thử thách này á, thì mình càng thấy chính bản thân bạn và chính bản thân mình cần phải yêu quý mình hơn, và sống ở hiện tại nhiều hơn, để hiểu mình, để hiểu cảm xúc của mình hơn, để có thể tạo ra được những cái kỷ niệm đẹp hơn với ký ức của chính mình, cũng như là những cái người thân ở xung quanh mình. Mình phải biết trân trọng những cái thứ xung quanh, chứ đừng có sống ở trong quá khứ nữa. Mình hãy biết trân trọng thật nhiều, và hãy biết tiến về phía trước. Nói chung là mình hãy mượn cái ký ức đó để trở nên mạnh mẽ. Và bây giờ các bạn biết cái điều mình muốn làm nhất bây giờ là gì không? Alo mẹ hả? Dạ.